Thông tư số 21 năm 2023 quy định mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng bình quân 300.000 đồng một hectare một năm. Đối với khoán bảo vệ rừng ven biển, mức hỗ trợ tối đa bằng 1,5 lần mức hỗ trợ bình quân. Kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng 50.000 đồng 5 năm. Việc hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ khoán bảo vệ rừng chỉ thực hiện một lần trước khi tiến hành khoán bảo vệ rừng. Hỗ trợ bảo vệ rừng sản xuất là rừng tự nhiên trong thời gian đóng cửa rừng cụ thể như sau. Công ty lâm nghiệp 300.000 đồng một hecta một năm. Ban quản lý rừng, ủy ban nhân dân cấp xã 100.000 đồng một hecta một năm. Hỗ trợ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, tổ chức được nhà nước giao rừng sản xuất là rừng tự nhiên 300.000 đồng một hecta một năm. Hỗ trợ cộng đồng dân cư vùng đệm, các khu vực rừng đặc dụng 40 triệu đồng một thôn, bản một năm. Đối tượng hỗ trợ là cộng đồng dân cư thuộc vùng đệm của các khu rừng đặc dụng bao gồm các cộng đồng dân cư thôn, bản, cư trú hợp pháp trong khu vực có ranh giới tự nhiên tiếp giáp với rừng đặc dụng hoặc nằm trong khu rừng đặc dụng. Nội dung hỗ trợ gồm hỗ trợ hoạt động nâng cao năng lực phát triển sản xuất như khuyến nông, khuyến lâm, hỗ trợ giống cây, giống con, hỗ trợ thiết bị chế biến, nông lâm sản quy mô nhỏ, hỗ trợ vật liệu xây dựng cho các công trình công cộng của cộng đồng thôn, bản, như công trình nước sạch, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc, đường giao thông, thôn, bản, nhà văn hóa và các công trình khác. Mức hỗ trợ là 40 triệu đồng một thôn, bản, một năm. Cộng đồng dân cư tự tổ chức thực hiện các nội dung kế hoạch, dự toán hỗ trợ kinh phí được duyệt. Đối với các nội dung cộng đồng dân cư không tự tổ chức thực hiện được, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã hoặc Ban Quản lý rừng đặc dụng hỗ trợ thực hiện. Cộng đồng dân cư có trách nhiệm thực hiện theo đúng kế hoạch dự toán được duyệt. Trường hợp có nhu cầu điều chỉnh kế hoạch, kinh phí hỗ trợ, cộng đồng dân cư đề nghị Ban Quản lý rừng đặc dụng, Ủy ban Nhân dân cấp xã xem xét điều chỉnh. Ban Quản lý rừng đặc dụng có trách nhiệm gửi kế hoạch điều chỉnh cho Ủy ban Nhân dân cấp xã để theo dõi. Về khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng, thông tư nêu rõ mức hỗ trợ đối với khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng tự nhiên là 3 triệu đồng một hecta 6 năm. Hỗ trợ thực hiện trồng cây phân tán, mức hỗ trợ 5 triệu đồng một hecta trồng cây phân tán, quy đổi 1.000 cây một hecta. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 6 năm 2023.